Xin chào tất cả anh em nha, video này giới thiệu cho tất cả anh em tham gia chương trình này góp từ cái mạng Binance Smart Chain. Mình sẽ nhận được 35 token có hiệu là CTC từ dán crypto coin nha các bạn. Để tham gia giá hôm nay mình lấy phần link mô tả, mình mở cái link form ra. Cái nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tờ Twitter nè các bạn, follow tờ Twitter thì các bạn like, share, chia sẻ luôn nha các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào mục theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống, rồi các bạn like và tự quyết phải viết cái game này các bạn. Bạn chỉ like và test lại được rồi. Rồi bạn mới đắp lại nha các bạn. Rồi các bạn join vào kênh group và hai kênh group Telegram nữa các bạn. Đây hai kênh group Telegram đó. Rồi bạn follow Medium các bạn. Thì các bạn lưu ý nha các bạn. Medium các bạn nhấp vào một lần không được, các bạn nhấp vào hai lần không được, các bạn nhấp vào ba lần, các bạn cố gắng nhấp nghe bạn. Rồi bạn bấm tải lại cái nữa nè các bạn. Medium con này nó sẽ follow được nhưng mà không cần phát IP nha bạn, để mình mạng mình yếu quá. Rồi gạt không các bạn, mình nhấp 3 lần 4 lần mới được các bạn. Rồi bạn follow các bạn, rồi bạn nhấp vào ba chú gạch trên này nè, một đường đen nè các bạn, thì tất cả sẽ các bạn sẽ gặp username mình nha các bạn. Mình thì ghét Medium lắm các bạn, nó quá tờ, nó nói bắn lâu rồi. Rồi nha các bạn nhấp vào avatar thì các bạn sẽ gặp hình đen đen đó các bạn. Rồi các bạn nhấp vào avatar mình sẽ gặp username của tất cả các bạn nha bạn. Rồi tất cả các bạn thêm mà cộng đầu tiên nha các bạn. Tiếp tục thì Telegram của tất cả các bạn vào mở Telegram, các bạn vào setting cũng copy Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Username Telegram của các bạn cộng 4-1 nè. Để chỗ này mình cho mình coi, mình hướng dẫn các bạn nha các bạn. Telegram các bạn mở Telegram các bạn nhập ba. Các bạn vào setting các bạn thì các bạn sẽ gặp username nằm chỗ này nè các bạn. Đây còn 4-1. Đó là cái mã giới thiệu của mình luôn nha các bạn. Rồi tiếp tục thì cái một cái folder này thì các bạn ghi giùm mình đây còn 4-1 các bạn. Rồi các bạn dùng địa chỉ BNB Smart Chain trên địa chỉ chocolate Master Wallet. Ủa? Chocolate nha các bạn, hoặc là BNB Smart Chain trên ví chocolate nha các bạn. Thì mình khuyên các bạn dùng địa chỉ NH ghi chocolate nha các bạn. Rồi các bạn bắt cho đây nè các bạn. Rồi các bạn cái phần này mình lấy dưới phần link mô tả, rồi các bạn chỉ bấm gỡ là xong nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.